Why don't you listen to me? 'Cause you got all I need. I know I got the day to fight. I'm getting over there. Và trước mặt các bác đây đang là một mẫu đẩy PowerShot mang mã hiệu là SV1000 các bác nhé. Hiện tại mẫu đẩy này bên không có audio, hiện tại đang phân phối cho các bác với số lượng là chỉ còn rất là ít thôi, và giá thành của nó thì là cũng rất là rẻ rồi. Các bác theo dõi video để em giới thiệu, và em sẽ báo giá ở cuối video các bác nhé. Về thiết kế của chiếc đẩy PowerShot này, nó sẽ có logo PowerShot các bác nhá. Logo PowerShot được thiết kế mạ phay chrome và bốn hình lưới cánh chim ở đây, tạo lên một vẻ đẹp rất là quyến rũ cho chiếc cục đẩy này. Và hai tay sách được đặt ở hai bên này các bác nhá. Và bên trong đây là nội thất của chiếc cục đẩy này các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình, nguồn của nó rất là chà bá luôn, gọi là khủng bố các bác nhé. Với chiếc cục đẩy như này, 4 cây như này, năm ngoái năm kia, các bác có thể mua vào lên đến là 7 triệu đến 8 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho các bác chỉ em để cho các bác chỉ 5.500.000 đồng các bác nhé. 5.500.000 đồng cho mẫu đẩy PowerShot SV1000 1000W trên một kênh các bác nhé. Con này sẽ có 4 đầu vào và 4 đầu ra, và các cổng điều chỉnh cho cục đẩy này parallel shifter drive để chọc kênh đánh súp các bác nhé. Và thêm một điều nữa, đó chính là có cả cái độ nhạy đầu vào, độ nhạy 0.4 1V và 1.4V các bác nhé. Và sẽ có đầu ra speaker rắc lưu trích các bác nhé. Đây bên này anh thế, hai rắc lưu trích và hai rắc cài truyền thống, rất đẹp. Con này đặc biệt thêm một nữa, trang bị rất là nhiều đặc điểm an toàn các bác nhé. Ở mỗi bo mạch công suất này nó sẽ trang bị một dơ le đóng mở các bác nhé. Nó thấy hiện tượng các bác đấu loa chập cháy hoặc là sò nó nóng nhiệt thì nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Nên là các bác không bao giờ phải sợ chập cháy về chiếc đấy này. Trang bị lên đến là 5 dơ le, 1, 2, 3, 4 và bo nguồn này, bo tụ này sẽ được trang bị dơ le các bác nhé. Và tất cả các chân mạ ở đây thì đều được chân mạ bằng đồng các bác nhé. Các bác lên trên mạng các bác thấy chiếc đẩy này để cho các bác giá rất là cao, các bác đang mua các bác xem kênh anh em thì các bác đang tiếc đúng không ạ? Chỉ với 5.500.000 đồng thôi là các bác đã sở hữu chiếc đẩy này. Và em không kéo dài video thêm nữa, thì các bác mong muốn sản phẩm này ở bên em hay hơn và chất lượng hơn thì các bác hãy đăng ký kênh và ủng hộ các bác nhé. Chào các bác, hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau ạ.